Sau một ngày lên nắm quyền, tân thủ tướng Australia Tony Abbott hứa sẽ tái khởi động nền kinh tế, chấm dứt sự bùng nổ trong ngày công nghiệp khai thác và cải thiện môi trường đầu tư. Vào ngày 8 tháng 9, ông Tony Abbott thẳng tiến vào ghế thủ tướng và sẵn sàng điều hành một chính phủ không ổn định. Đảng Liên minh Quốc gia Tự do của ông đã kết thúc 6 năm cầm quyền của công đảng khi chiến thắng hơn đối thủ đến 30 ghế trong tổng số 150 ghế của Quốc hội vào ngày 7 tháng 9 đây cũng là thất bại tệ hại nhất của công đảng kể từ năm 1934. Ông Abbott khởi động ngày đầu tiên làm thủ tướng của mình bằng một cuộc xe đạp với bạn bè xung quanh ngôi nhà của ông ở bãi biển phía bắc Sydney trước khi gặp người chính phủ và quan chức các bộ ngành. Thật là tuyệt khi được khởi đầu ngày mới bằng một cuộc xe đạp với những người từng đạp xe với tôi từ nhiều năm nay, sau đó tôi sẽ tới văn phòng để nắm tình hình sơ bộ từ các vị chức cao cấp. Nhiều người đang mong đợi rằng chính phủ mới sẽ chú trọng nhiều đến lĩnh vực kinh doanh và đó cũng là những việc mà tôi sẽ làm ngày hôm nay. Tôi sẽ làm việc để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho một nước Úc mạnh mẽ hơn. Ông Abbott được ông trùm truyền thông Robert Murdoch và các tờ báo của ông ta tại Úc ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Ông đã lên nắm quyền trong giai đoạn nước Úc đang bùng nổ ngành công nghiệp khai thác tài nguyên, nguồn thu ngân sách giảm và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng.